Tài chính ra thì mình nghĩ cái hoạt động quan trọng và ý nghĩa hơn nữa là làm thế nào để giới thiệu những cái trường đại học ở bên kia về trường đại học ở Việt Nam. Hy vọng lớn tới của mình là sẽ được như là trường Julia ở New York cho học bổng cho Việt Nam. Thì cái việc này thì mình sẽ làm việc với cô Trần Thu Hà và mọi người bên nhạc viện hay là ở trường nghệ thuật Hà Nội. Tức là nếu khi mà mình đã có xin được số một cái số học bổng nào đó rồi thì mình sẽ thông báo với mọi người để làm một cuộc thi, thì người nào giỏi nhất thì sẽ được chọn đi. Thì đấy là cái mà mình hy vọng là sẽ giúp được mọi người. Ngoài ra và các trường ballet mà mình đang viết nhạc cho trường ballet thì mình cũng muốn là họ sẽ về thăm trường múa ở Việt Nam và giao lưu. À, thêm một câu hỏi nữa về cái tổ chức những người bạn Mỹ yêu Việt Nam này thì cái hình thức quyên góp của các tổ chức này mà chị đã tiến hành là như thế nào? Hiện nay là mình đang có một tổ chức lớn hơn như là một cái ô của mình. Tổ chức này thì đã hoạt động với nhà nước Việt Nam 15 năm nay rồi. Họ là xây dựng các trường học tiếng Anh từ miền Nam ra miền Bắc. Thì tổ chức này là BAVI, là BAVI E đấy, là Business Alliance for Vietnamese Education. Nhưng mà mình là đang mong muốn là sẽ tự đứng ra, đứng riêng ra thì nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà mình cũng phải, khi mà muốn đứng ra thì mình cũng phải đạt được, có được những cái tiêu chuẩn để cho nhà, để nước Mỹ chấp nhận là mình là cái nơi xứng đáng được nhận cái số tiền như thế. Nên là mình cũng muốn làm thế nào cũng chậm thôi, nhưng mà không có một làm một bước gì sai, và làm thật là trong sạch để mình phát triển được thật lớn. Ừ. Đấy, đấy là cái mơ ước và những cái việc làm của trong vòng 3 tháng tới. Tổ chức những người bạn Mỹ yêu Việt Nam IFOV, nay là tổ chức hữu nghị Mỹ Việt, ra đời năm 2005 tại New York. Mục tiêu của tổ chức là góp phần tăng cường trao đổi văn hóa nghệ thuật Việt Mỹ và hỗ trợ cho các tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam trong việc học tập và biểu diễn. Tôi đã ở Việt Nam được 3 năm rồi. Nếu bạn là một người Mỹ đến đây, chắc chắn bạn sẽ cảm mến đất nước con người ở đây và trở thành một người bạn của Việt Nam. Vì vậy, việc trở thành thành viên của tổ chức những người bạn Mỹ yêu Việt Nam với tôi như một lẽ tự nhiên. Thấy những người như Châu Giang học tập ở nước ngoài rồi quay về hay đóng góp một chút gì đó cho đất nước của mình và quan hệ giữa hai nước, tôi rất vui. AFOV đã ra đời năm 2005 và có những hoạt động nghệ thuật biểu diễn như buổi hòa nhạc tại nhà hát lớn nhằm giúp người dân của hai nước đến gần nhau hơn. Tôi nghĩ những hoạt động đó đã đóng góp rất nhiều vào quan hệ giữa hai nước. Hiện tại, chi phí cho các hoạt động của quỹ được quyên góp thông qua những buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano Châu Giang. Với các thành viên làm việc trong lĩnh vực đời sống, bao gồm các doanh nhân, nghệ sĩ, nhà báo và các nhà hoạt động xã hội từ thiện tại Mỹ và Việt Nam, quỹ kỳ vọng thời gian tới sẽ hoạt động hiệu quả và trong nhiều lĩnh vực hơn. Một người bạn đồng hành với chị trong rất là nhiều những cái hoạt động của quỹ những người bạn Mỹ yêu Việt Nam trong thời gian gần đây là chính là nhà sản xuất phim ở Hollywood, anh Brian Grazer, đúng không ạ? Và cũng được biết là anh chị đang chuẩn bị kết hôn. Chị có thể chia sẻ câu chuyện này không ạ? Kết hôn thì mình vẫn chưa kết hôn, thế nhưng mà anh ấy đã trao nhẫn đính hôn. Thì mình cũng không biết bây giờ gọi là cái gì. Việt Nam thì coi như là có thể là ăn hỏi, đúng không? Cái câu chuyện của một nghệ sĩ piano với một nhà sản xuất phim, tôi không hiểu là hai người gặp gỡ nhau như thế nào. Lần đầu tiên cơ hội nào mà dẫn hai người đến cái cuộc gặp với nhau? Mình gặp anh ấy là ở một cái buổi tiệc từ thiện cho những người ăn xin, ăn mày, những người ra khỏi tù không có công việc làm. Thì hôm đó là buổi chiều chủ nhật, cũng ở ngay gần nhà mình tại Soho, ở phố Prince Street. Khoảng 4 giờ chiều mình đến đó thì anh Brian bước vào. Anh ấy bước vào thì mình thấy anh mặc quần dằn di và một cái áo phông đỏ, rất là nhanh nhẹn, tháo vát, mà mình ngay lập tức mình cảm giác như mình đang nhìn ông, một ông chú của mình.
một người chú rất vui tính và như là một ngôi sao của trong nhà đấy, tức là lúc nào cũng làm khuấy động mọi người, và mình có cái thấy cái energy nó rất là giống như thế. Mà ở xa nhớ nhà, nhìn thấy một người giống như chú thì mình cũng có sự để ý ngay. Thế nhưng mà sau này nói chuyện thì mới biết là đúng ra là anh ấy nhìn thấy mình trước. Sau đó cho đến bây giờ thì anh vẫn nói kể với bạn bè là người đó là cái người mà khi mà tôi hình dung là cái cây đèn thần ấy, và được mơ cái gì, ước cái gì thì đấy là cái người mà anh ấy cầu. Brian đã bao giờ theo chị trở về Việt Nam hay chưa? Anh ấy về Việt Nam 3 lần rồi. 2 lần đầu thì là Tết còn ta, lần trước thì là Tết Tây. Lần đầu tiên thì cũng hồi hộp, cũng lo lắng, nhưng mà khi mà về đến khách sạn Metropole, mọi người rất là nhiệt tình và thấy cảm giác nó nhẹ nhõm lắm, thì anh ấy rất là thích. Ngoài ra anh bảo nói như là đi ngoài đường phố như là được xem phim ấy, lúc nào cũng được xem phim, cái gì nó cũng khác lạ mà, như là xích lô này, nhiều xe đạp này, nhiều xe máy này, rất thích phố Hàng Mã, rất thích phố chợ hoa, rất thích ăn đi quan quà vặt ở ngoài đường. Có lần con đường biển ngồi vào những cái ghế nhỏ nhỏ bé xíu như này, nhẹ mà, thế ngồi một cái thì nó ngã ngửa ra, mình quay sang bên cạnh thấy anh chàng coi như là trồng cả bốn vó lên trời. Những cái lúc như thế cười, mình cảm giác như là đang sống một cuộc sống thực sự, mà mình giới thiệu cho anh những cái cuộc sống mà anh chưa bao giờ từng có, và lúc đó thấy gần gũi hơn. Đấy có phải là cách mà chị đã truyền cho Brian cái tình yêu đối với Việt Nam, với Hà Nội của mình không? Mình có truyền cho anh cái cảm giác và để cho anh thấy là người Việt Nam là rất là dễ khắc phục, cái gì cũng có thể khắc phục được. Mà rất cuộc sống có nhiều cái rất là đơn sơ, như là đi ăn con cua biển thì không gõ được mà. Thế mà bây giờ luộc cua biển rồi thì bây giờ ăn như thế nào? Thế thì hai người nhìn nhau đấy, nhưng mà cô bán hàng thì mang ngay ra một cái kìm, xong rồi gõ như thế này. Thế xong rồi đấy, thì những cái hình ảnh như thế thì ở bên kia không bao giờ có. Rất là cảm ơn chị Giang về cái cuộc trò chuyện, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Và chúc cho chị ngày càng có nhiều người bạn đồng hành hơn nữa trên cái con đường mà hướng về Việt Nam, mặc dù có thể con đường đấy không phải là ở trên đại Việt Nam, tại đất nước này. Vâng, xin cảm ơn chị một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã kết thúc cái hành trình đầu tiên, cái cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Châu Giang, và chương trình sẽ được tiếp tục với cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ violon Bùi Công Duy vào số tiếp theo của chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.